Kìa Tứ, em đi đâu mà giỏi dữ vậy? Em chào chị, em đi qua đài truyền hình Đồng Tháp tập luyện, xong rồi em về chơi với em gái của em nè chị. Chắc em gái của em dễ thương lắm á. Chẳng những dễ thương mà nó còn ngoan lắm á. Mỗi lần em gầy nó không có dám trả lời. Thích thiệt. Trong lớp của chị á ha, thầy của chị á hỏi một câu mà cả lớp im phăng phắc, chỉ có mình nên chị á là trả lời câu hỏi của thầy thôi à. Chị giỏi quá. Thầy hỏi chị câu gì vậy chị? Thầy của chị nói á là trong lớp này ai là người lấy cây viết của tôi, trả lời mau. Công nhận em chị đúng là tâm đầu ý hợp. Bởi vậy hai chị em mình mới đi thi chung game show tài tử miệt vườn nè. Lần này em thách đấu chị đó nha, cố lên. Em tin rằng hai chị em mình sẽ được chiến thắng. Thưa quý vị, người thách đấu ngày hôm nay đó là thí sinh Thanh Tứ. Và người được thách đấu là thí sinh Hồng Nguyễn. Hai thí sinh sẽ cùng thách đấu nhau với 12 câu lưu thủy trường, một trong 6 bài bác của đờn ca tài tử. Một tràng vỗ tay cho cặp thí sinh đầu tiên thưa quý vị. Còn in dấu chân người.
Xin được chúc mừng hai bé Thanh Tứ và Hồng Yến vừa hoàn tất phần thi đầu tiên của mình. Cho chú hỏi, hai con là hai thí sinh nhỏ tuổi mà thi đầu tiên nữa, không biết hai con có hồi hộp không? Dạ, con hồi hộp. Sao không hồi hộp? Trời ơi, có mấy con chú lớn hơn con mà họ hồi hộp, họ run dữ lắm á. Dạ, tại vì con không run là không có hồi hộp. Tại con không có run nên con có hồi hộp. Thương ghê không? Còn Hồng Yến thì sao nè? Con run. Con run. Xin mời quý chị giám khảo sẽ cho ý kiến các bé ạ. Cặp thách đấu này rất là đều đặn. Hai con hát rất là tròn trịa. Mỗi con một cái sắc thái khác nhau, nhưng mà đều làm cho cô Huyền rất là hài lòng. Cái đầu tiên là các con hát rất là chắc nhịp. Thanh Tứ tự tin không có run, hát còn biết giỡn với nhịp nữa. Được lắm con. Nhưng mà Thanh Tứ lại bị hơi khuyết một tí là mấy cái hơi hậu ngân đó. Cái bản bắt cần lắm, con chưa có đẩy cái hơi nó ra. Nghe theo lời mẹ dặn. Đúng không nè? Dạ. Hồng Yến tuy rằng là con có bị khớp, nhưng mà cái giọng con rất là đẹp. Con hát ngân, nhấn từng chữ, những cái câu đuôi của cái bài Lưu Thủy Trường này. Cho nên cái đó là cái thế mạnh của con. Mà nếu mà cô cho điểm bù qua sớt lại, cho điều hai đứa 10 điểm. Cảm ơn các con rất nhiều. Nghệ sĩ Thanh Hằng đang có nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với thí sinh. Xin mời nghệ sĩ ạ. Các con đã thể hiện được cái phong cách của mình khi đứng ở trên sân khấu và tôn trọng khán giả như thế nào. Hồng Yến, chưa chắc có ai ca được cái câu này. Về đây chợ nổi thuyền ghe tấp nập. Những cái chữ đó khó có người ngân được lắm. Về đây chợ nổi thuyền ghe tấp nập, người qua lại nhộn nhịp. Mới có 13 tuổi thôi mà ngân từng chữ đó. Con đã chất đầy những cái cảm xúc trong cái bài ca này. Còn về anh Thanh Tứ, tôi kêu anh bằng anh chứ không kêu anh bằng con nữa, là tại vì anh già dặn quá. Anh đứng kế bên chị Quế Trân mà chị Quế Trân còn sợ anh, đừng nói chi tôi. Cái mặt của anh giống như là tỏ vẻ hồn nhiên, nhưng anh rất chỉnh chu, anh rất nghiêm túc. Cái đó là cái con biết trân trọng con và con biết trân trọng mọi người. Cho nên con đã hoàn thành tốt đẹp cái bài của con rồi. Nhưng không phải cô nói như vậy là cô không khó. Nói tới đó lừa cô không quên cái vụ khó này. Em nghĩ rằng những giọt nước mắt rất là chân tình đã là xoa dịu mất bớt cái khó rồi. Cuối cùng vẫn là rồi. Bà khó. Thương con phải cho roi cho giọt. Nếu mà nói rằng là con ơi con đừng sợ, đừng lo vậy, mai mốt con ra con lỡ con quên nữa rồi sao? Mình trân trọng mình thì mọi người mới trân trọng mình. Đúng không con? Một cái lơ đễnh chút xíu thôi nó cũng làm cho mình mất đi cái năng lượng. Xin được mời giám khảo Việt Anh. Anh Thanh Tư. Anh luôn rồi đó. Tôi thấy anh tự tin lắm anh Thanh Tư. Tự tin đến kiêu hãnh luôn. Anh nhìn cái hình anh kìa. Nhìn cái hình anh chụp thấy không? Ra rất tự tin, rất chững chạc mặc dù 10 tuổi. Tự tin như vậy hoài là tốt, nhưng mà phải học tập thêm, rèn luyện thêm nha con. Rồi, cảm ơn con. Chứ đừng tự kiêu nha con. Không mà cái mặt này anh khác tôi á. Dễ thương quá đi. Anh đứng anh hát anh sướng, anh tự tin lắm mà tôi ra rồi tôi yếu á. Anh khác tôi xa lắm anh Tứ. Còn riêng Hồng Yến ơi, con hát rất đẹp. Mà các dòng vừa qua con là luôn là đạt cái điểm tuyệt đối. 13 tuổi mà hát tôi tưởng 31 tuổi á. Quá chững chạc, hát giọng đẹp, mặt sáng. Chúc mừng hai con. Chúc mừng hai thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Và hai bé còn một bài song ca nữa. Tập vào tiết mục tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn hai con. Anh thương dễ sợ chưa? Cái hồn nhiên đúng như lời anh nói. Là mình nhớ cái tuổi nhỏ quá chị ạ. Nhưng mà trong cái hồn nhiên đó đáng cho mình trân trọng. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần dự thi của cặp thí sinh Phạm Thị Hồng đến từ Cà Mau và thí sinh Trần Tấn Phúc đến từ Đồng Tháp. Người thách đấu là thí sinh Trần Tấn Phúc. Và người được thách đấu là thí sinh Phạm Thị Hồng. Hai thí sinh của chúng ta sẽ thách đấu nhau với thể điệu Long Đăng. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.